Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình kỷ niệm 1 năm của Binance Smart Chain và Binance Swap nha các bạn. Thì ăn chia tổng giải thưởng trị giá là 10.000 đô la token Binance nha các bạn. Thì chương trình giải thưởng như sau nè các bạn. Giải lớn nhất thì 2.000 đô cho một người chiến thắng và 500 đô cho hai người chiến thắng và 200 đô la cho 20 người chiến thắng và 30 đô dành cho 100 người chiến thắng nha các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video của mình mở đường phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên. Đây thì 2.000 người chiến thắng được chọn ngẫu nhiên các bạn chứ không phải là tiền ghép tiền bọc gì đâu các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn theo dõi Twitter của nó nè. Solo gì ta. Tiếp tục các bạn theo dõi BB Smart Chain của nó nè. Rồi tiếp tục các bạn retweet Twitter nữa nè. Lâu quá. Ok. Rồi trên Twitter nó bắn like nè các bạn. Để coi mình thích nè. Để coi dịch tweet nó có hashtag không bạn. Rồi các bạn copy hashtag này đi các bạn. Thôi các bạn like các bạn tweet lên là được rồi các bạn. Cái này không cần hết tát các bạn. Các bạn bấm tiếp tục nữa các bạn. Tiếp tục các bạn tải quyết trên tài Twitter của nó nè. Các bạn bấm vào tiếng. Rồi các bạn đăng test thôi các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè các bạn. Các bạn bấm continue tiếp tục nè. Rồi tham gia kênh group kênh seller của nó nè các bạn. Mở Telegram mình ra. Rồi trên Telegram này các bạn chọn sao các bạn. Sau đó bạn bắt up lên nè. Bấm tiếp tục. Tiếp tục các bạn tham gia kênh Telegram BC của nó nè các bạn. Rồi cũng các bạn cũng chọn sao các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè các bạn. Bạn bấm tiếp tục. Lâu quá. Rồi sau đó các bạn theo dõi phương tiện Binance Swap nữa nè các bạn. Trên minimum thì các bạn follow nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào follow win nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào tiếp tục nè các bạn. Rồi sau đó bấm vào đây. Rồi trên đây thì các bạn bấm vào up to wallet nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống đây các bạn like lên cái nè các bạn. Rồi ta. Các bạn lướt xuống đây bằng like nó cái nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm tiếp tục. Rồi tiếp tục thì bấm vào đây. Trên cơ cấp cô thôi các bạn thì cũng bấm up to wallet luôn các bạn. Rồi lướt xuống đây like nó cái nữa nha các bạn. Bấm good. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè các bạn. Các bạn bấm tiếp tục. Rồi sau đó tìm hiểu về BC nè các bạn. Up vào đây. Rồi vào đây thì các bạn lướt chơi thôi các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè các bạn. Các bạn bấm tiếp tục. Rồi sau đó thì các bạn xem trang web của nó các bạn. Xem trang web Binance Swap. Quý các bạn trên trang web nó thì các bạn copy luôn nè các bạn. Các bạn vào địa chỉ chút wallet của bạn ra các bạn connect với đi bạn để nó chat mình có tìm hiểu dự án của nó nghe các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè bạn. Sàn Binance Swap thì khá là quen thuộc cho tất cả anh em làm này rớt. Trên sàn Binance Swap thì bạn bấm vào connect nha bạn. Các bạn chọn chút wallet nè. Kết nối nha. Rồi được ta. Rồi thì các bạn cách ba gạch ra cùng thì cái sàn này cũng swap tương tự như cái sàn Banke Swap mà tờ giờ 0.3 này bao mình về đâu biết bao nhiêu tôi càng bán 0.01 tức một cái phải chừa giờ là x3 thì sao. Rồi các bạn giờ đây mau bấm tiếp tục nha bạn.
tức là mấy lớp tức thử các bạn ơi. Xả miếng đồng khôi giờ nó là bay mệt mệt. Rồi tiếp tục thì các bạn nhập địa chỉ pin bi sao mát trên mình vào các bạn. Bà không phải chừa lợi 8, bán được có 8, 10 đô, phải chừa lợi là bán 30 đô, 40 đô. Rồi các bạn bấm tiếp tục. Rồi gì là xong các bạn. Đây kẹo không có ghép bọng gì chứ. Hên xui. Vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp đến từ dán Barbie Swap đến đây mới thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.